người. Tôi Nguyễn Văn Dũng, giảng viên bộ môn máy cơ sở khoa xe máy trường Sĩ quan Công binh. Suy ra kinh tế đang hiện hữu trong cuộc sống của chúng ta. Một số người sẽ từ bỏ, một số sẽ rồi chìm sâu trong tuyệt vọng, một số cuối cùng sẽ mất tất cả. Bạn có thuộc vào một trong số những người này không? Bạn đã chuẩn bị cho mình kiến thức chưa? Bạn có hiểu rõ về bản thân mình và khả năng của mình? Chính vì điều đó, hôm nay tôi giới thiệu đến các bạn cuốn sách mang tên là Kinh tế hậu Covid. Đọc sách hậu Covid, giữa đại dịch Covid, lĩnh vực nào sẽ trở nên thiết yếu, lĩnh vực nào có sức đề kháng tốt để trụ vững qua thảm họa của đại dịch, lĩnh vực nào sẽ càng thấm đòn và không thể phục hồi tất cả. Những vấn đề về kinh tế trong tương lai sẽ được dự báo trong quyển sách Kinh tế hậu Covid của chuyên gia dự báo kinh tế Jackson Chandler. Vấn đề của việc làm, cái mà đang gõ cửa từng gia đình, từng con người trong xã hội, mà ai cũng quan tâm về vấn đề kinh tế hộ gia đình. Về nông nghiệp có lẽ ít được quan tâm, nhưng dần các nguồn cung ứng càng hiếm, vật chất ngày càng leo thang. Vấn đề của giáo dục với xu hướng chuyển dịch dần sang học trực tuyến hay là một giải pháp tạm thời trong thời gian phong tỏa và giãn cách xã hội. Cùng với đó là những hệ trọng khác ảnh hưởng kinh tế trong và ngoài nước. Không chỉ vậy, tương lai sau đại dịch Covid-19 còn dự báo nhiều kịch bản trái ngược nhau về các nhóm ngành chịu hậu quả nặng nề nhất. Sẽ có nhiều lao động, nhiều doanh nghiệp phải thay đổi hoặc chuyển nghề trong bối cảnh dư chấn của đại dịch còn kéo dài. Trong đó, một điểm được tác giả biểu đạt rõ nét nhất là chăm sóc sức khỏe, một trong những lĩnh vực dài hạn, là một lựa chọn cho thế hệ trẻ, là một nghề nghiệp nhiều tiềm năng. Trong khi đó, ngành du lịch và giải trí đang thay đổi với những khó khăn nặng nề, ngay cả khi toàn cầu đại dịch đã dần được kiểm soát và khi các loại hình trực tuyến tại nhà, tại chỗ được ưu tiên. Cuốn sách sẽ cho người đọc một cái nhìn khái quát về sự vận hành của một nền kinh tế hiện đại vốn luôn phải trải qua nhiều chu kỳ, nhiều thách thức, những tác động khó khăn và định hướng mới, và đương nhiên sẽ có những biến cố bất thường mang tầm vóc thay đổi tài chính, kinh tế thế giới. Từ đó, độc giả có một nhận định riêng, góc nhìn mới cho mình khi cân nhắc những lựa chọn, hạn chế những rủi ro có thể xảy ra trong bối cảnh hậu Covid vẫn còn diễn biến phức tạp. Tôi mong cuốn sách Kinh tế hậu Covid ngày hôm nay tôi giới thiệu sẽ giúp cho mọi người một cái nhìn mới, bao quát một định hướng mới về sự phát triển tài chính thế giới. Covid không phải là vấn đề mà nằm ở sự cố gắng nắm bắt của chúng ta. Tôi mong nó giúp được cái gì đó cho bạn.